Hành trình nhan sắc của Angela Baby, mặt mỗi năm một khác. Tân Xuân Ôm Thần Tài là hoạt động thường lệ mà mỗi năm Angela Baby đều tham gia kể từ năm 2009 đến nay. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, nữ diễn viên xuất hiện tại Hồng Kông tham gia sự kiện Tân Xuân Ôm Thần Tài năm 2019. Đây cũng là năm thứ 11 Angela Baby tham gia sự kiện này. Một điều khá thú vị đó là sau khi ảnh tham dự sự kiện của nữ diễn viên được đăng tải thì có khá nhiều cư dân mạng bình luận rằng Angela Baby 11 năm tham gia cùng một sự kiện nhưng mặt mỗi năm một khác. Năm 2009, lần đầu tiên Angela Baby xuất hiện tại sự kiện này với gương mặt hoàn toàn non nớt và dễ thương. Năm 2010, Angela Baby tiếp tục tham gia sự kiện lần thứ hai trong bộ váy dài màu xanh. Tuy phong cách thời trang này khá lỗi thời nhưng vẫn không thể ngăn được vẻ xinh đẹp của cô. Năm 2011, Angela Baby tham gia sự kiện với tạo hình thời trang hơn rất nhiều, vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn. Năm 2012, Angela Baby mặc chiếc váy màu cam điệu đà, tạo hình hơi giống với năm 2011 nhưng lại giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Với hình ảnh này, cô nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Năm 2013, Angela Baby xuất hiện trong chiếc váy màu đỏ vừa dịu dàng vừa gợi cảm với nụ cười tươi tắn. Năm 2014, cô rạng rỡ trong chiếc váy body màu hồng, trông cô vừa ngọt ngào vừa thanh lịch. Năm 2015, Angela Baby lúc này đã rất nổi tiếng trong giới giải trí. Lần này cô tiếp tục xuất hiện trong chiếc váy màu đỏ tươi tắn, nên trông nàng tiểu hoa tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Năm 2016, Angela Baby đã kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Cô ngày càng giống thiếu nữ hơn, có người yêu thương quả là khác biệt. Năm 2017, Angela Baby không tham gia hoạt động này. Có lẽ do Angela Baby mang thai nên không tiện tham gia. Nhìn những hình ảnh được chỉnh sửa thì dường như cô đã tham gia sự kiện này 10 lần. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn thì Angela Baby bày tỏ rằng đây là lần thứ 11 cô tham gia Tân Xuân Ôm Thần Tài. Có thể năm 2017 cô đã tham gia sự kiện kín và năm 2018 sau khi làm mẹ, Angela Baby ngày càng trở nên dịu dàng hơn. Năm 2019, Angela Baby lại tiếp tục tham gia sự kiện này. Cô đã cho công chúng và fan hâm mộ thấy sự biến đổi của mình từ 20 tuổi đến 30 tuổi. Có một số khán giả cảm khái rằng bà xã của Huỳnh Hiểu Minh ngày càng xinh đẹp và ngọt ngào hơn. Tuy nhiên cũng có khán giả cho rằng gương mặt của Angela Baby mỗi năm mỗi khác. Cũng có khán giả cho rằng năm 2012 Angela Baby mới là xinh đẹp nhất. We'll be right back.